Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Dũng Vision. Đây là một bản tin ngắn rất là kịp thời các bạn nhé, cho nên nó cũng không có dài nhưng mà nó một cái tin rất giật gân, cho nên chúng tôi buộc phải làm một cái cho nó kịp thời. Đó là ông Tổng thống Trump đã bị ám sát tại cái cuộc tranh cử của ông vào tối hôm qua, tức là thứ bảy, tại Butler của Pennsylvania. Thì các mật vụ hộ tống ông ra khỏi sân khấu trong một cuộc meeting sau khi nghe một loạt tiếng nổ như tiếng súng, và đúng là như vậy. Người ta thấy mặt ông đầy máu, và trước khi các mật vụ đưa ông rời khỏi cái sân khấu thì người ta thấy mặt ông rất là nhiều máu, và đám đông đã reo hò khi ông đã được hộ chiếu, được hộ tống an toàn rời khỏi sân khấu. Và trước khi rời sân khấu, ông vẫn giơ nắm đấm. Thì giám đốc truyền thông của ông Trump, ông Stephen Chang, cũng nói rằng ông ổn và đang kiểm tra y tế tại cơ sở địa phương. Các cơ quan mật vụ đã tiếp tục đang làm công tác điều tra và nói tổng thống đang an toàn. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và tất cả các cái thông tin này đã được báo cáo lên tổng thống Biden. Như chúng ta biết rằng, chúng ta đã từng nói rồi, tức là cái khả năng là ông Trump bị ám sát rất cao, bởi vì là họ thua thì thua chắc rồi. Thì chỉ có bắn chết ông này thì Đảng Dân Chủ mới chắc ăn thôi. Chứ còn bây giờ mà nếu mà bên Cộng Hòa mà đưa ra một người khác thì thời gian không không còn nữa. Hết thời gian rồi. Đấy, chúng ta biết là còn 3-4 tháng nữa thì không thể đưa một nhân vật nào mà tầm cỡ để mình có thể đấu lại với một trong hai người này là ông Trump và ông Biden. Thì Đảng Dân Chủ thì chúng ta biết rồi, qua cái vụ mà năm 20-21 đấy thì bằng mọi giá là họ hạ bệ ông Trump. Và bây giờ thấy cái khả năng khó thắng được thì họ phải chơi bài bẩn thôi. Điều này không có gì lạ. Tôi cũng xin kết thúc cái video ngắn tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn.